xin trình bày case 4.2. Em xin đọc lại đề là sử dụng dữ liệu trong tập tin Descript để trả lời câu hỏi này. Câu 1. Sử dụng OLS để ước lượng mô hình và trình bày kết quả ở dạng thông thường. Hệ số beta 1 H khác không có ý nghĩa thống kê hay không tại mức ý nghĩa 5%. Với giả thuyết đổi hai phía, trả lời câu hỏi tương tự ở mức ý nghĩa 1%. Câu hỏi số 2 là hệ số tương quan giữa log income và proportion poverty là bao nhiêu? Mỗi biến trong hai biến này có ý nghĩa thống kê trong trường hợp nào? Cho biết các p-value của hiệu định hai phía. Câu hỏi số 3 là để hồi quy theo câu 1, hãy thêm biến log HSE vào mô hình, giải thích hệ số biến này và cho biết p-value hai phía. Ứng với giả thuyết H0, beta log HSE bằng 0. Câu số 4, trong hàm hồi quy ở câu 3, chuyện gì xảy ra với ý nghĩa thống kê riêng lẻ của từng log income và proportion poverty? Chúng có ý nghĩa đồng thời hay không? Tính p-value, bạn kết luận gì với kết quả này? Câu số 5, với các kết quả hồi quy đã có, kết quả nào đáng tin cậy nhất trong việc xác định liệu thành phần chủng tộc của một vùng có tác động đến giá thức ăn nhanh của địa phương hay không? Sau đây là những dữ liệu mà em sẽ sử dụng trong case 4.2. Là đầu tiên chúng ta có số quan sát là 410. Mình sẽ sử dụng cái số 1 là bisoda, fry up medium soda. Số 22, proportion black. Số 23, proportion in poverty. Số 29, số 31 là log HSE và 32 là log income. Em xin đọc lại câu hỏi số nhất là sử dụng OLS để ước lượng mô hình và trình bày kết quả ở dạng thông thường. Hệ số beta 1 khác không có ý nghĩa thống kê hay không tại mức ý nghĩa 5%. Với giả thuyết đối hai phía, trả lời câu hỏi tương tự với mức ý nghĩa 1%. Thì đầu tiên mình sẽ trích xuất dữ liệu Descript. Tiếp theo là mình sẽ đặt cho tên của lệnh là myRest. Mình tìm giá trị trung bình của myRest. Phương trình hồi quy là đây là phương trình hồi quy của câu 1. Tiếp theo là mình sẽ ghi sai số ở dưới những biến.
Sau đó mình sẽ tìm số quan sát. Vậy sẽ có 401 cỡ mẫu trong 410 quan sát. Error square là bằng 0.087. Thế hai phía là bước 1, ta có hát 0 delta 1 bằng 0 và hát 0.7 delta 1 bằng 0. Bước 2, tại mất ý nghĩa 5%. Bước 3, giá trị thống kê điểm định T bằng giá trị thống kê kiểm định T là 2,373. Bước 4, VAM bằng V value ở đây là 0.0181. Giả thiết hai phía ở câu 1 là bước 1 là ta có hát 0 beta 1 bằng 0 và hát 0 beta 1 bằng 0. Bước 2 là chúng ta xét tại mức ý nghĩa là 5% và 1%. Bước 3 là giá trị thống kê kiểm định T là bằng 2,373 và bước 4 B value là 0.0181. Bước thứ 5 là tại vì B value là 0.0181 nhỏ hơn 0.05 nên mình sẽ bác bỏ hát 0 tại mức ý nghĩa là 5%. Còn không B value là 0.0181 lớn hơn 0.01 nên mình sẽ chấp nhận hát 0 tại mức ý nghĩa là 1%. Câu số 2 là câu số 2 tương tự với câu ở case 3.2. Mình sẽ sử dụng Corel trong Excel để làm Core. Và vì câu 3.2 đã làm rồi nên có đáp án của Core là bằng trừ 0.84. Nên hệ số tương quan của Lost Income và Proportion Poverty là bằng trừ 0.84. Câu hỏi số 2 là hệ số cho biết P value của kiểm định hai phía. Kiểm định hai phía ở câu 2 là thì câu 2 mình sẽ kiểm định hai phía như sau. Bước 1 là mình sẽ cho hát 0 beta 2 bằng 0. Bước 2 là tại mức ý nghĩa, mình xét tại mức ý nghĩa là 5%. Bước 3 là giá trị thống kê kiểm định của T là bằng 5,12. Bước 4 là P value là bằng 4,8 x 10 mũ 7. Vì P value nhỏ hơn mức ý nghĩa 5% nên mình có thể
kết luận là bác bỏ hay không tại mức ý nghĩa là 1%. Tiếp theo là mình sẽ xét về H0 tại beta 3 bằng 0. Tiếp theo là mình xét ở H0 bằng beta 3 bằng 0 tại mức ý nghĩa là 5%. Bước 3 là coi giá trị thống kê kiểm định của T là 2,864. Bước 4 là B value là 0,044 nên mình sẽ bác bỏ H0 tại mức ý nghĩa 1%. Để hồi quy theo câu 1, hãy thêm biến log HSEVA vào mô hình, giải thích hệ số biến này và cho biết B value hai phía ứng với giả thiết H0 bằng beta log HSEVA bằng 0. Đầu tiên mình sẽ viết lại lệnh này và thêm biến log HSEVA nghiệm giá trị trung bình của MyRes. Ở câu số 3 mình sẽ kiểm định giả thuyết hai phía như sau. Mình làm tương tự như ở câu 1 và câu 2, bước 1. Mình sẽ cho H0 beta 4 bằng 0. Bước 2, xét tại mức ý nghĩa 5%. Bước 3, giá trị kiểm định T là bằng. Giá trị kiểm định T là bằng 6,86. B value của nó là 2,67 nhân 10 mũ trừ 11. Bước 5, mình kết luận là sẽ bác bỏ H0 tại mức ý nghĩa 1%. Tiếp đến câu 4 là trong hàm hồi quy ở câu 3, chuyện gì xảy ra với ý nghĩa thống kê riêng lẻ của từng log income và proportion poverty? Chúng có ý nghĩa đồng thời hay không? Tính B value, bạn kết luận gì với kết quả này? Thì ở câu này thì đầu tiên mình sẽ chiết xuất dữ liệu của CAR.
Tiếp theo mình sẽ chất xuất dữ liệu của bucket core data. Muốn mình sẽ xét về kiểm định hai phía như sau. Bước 1, H0 beta 2 bằng beta 3 bằng 0. Bước 2, mình sẽ xét tại mức ý nghĩa là 5%. Giá trị thống kê kiểm định bằng bước 3 giá trị. Bước 3 giá trị thống kê kiểm định F là bằng 3,523. Bước 4, B value là bằng 0,03. Bước 5, mình sẽ bác bỏ H0 tại mức ý nghĩa 5%. Tại B value là 0,03 nên mình cũng có thể bác bỏ H0 tại mức ý nghĩa là 4%, nhưng không được bác bỏ B value ở mức ý nghĩa dưới 3%. Các kết quả hồ quy đã có, kết quả nào đáng tin cậy nhất trong việc xác định liệu thành phần chủng tộc của một vùng có tác động đến giá thức ăn nhanh của địa phương hay không? Để xét được kết quả nào đáng tin cậy hơn thì mình sẽ dựa vào hai bước, là đầu tiên là mô hình mà kiểm soát được nhiều nhân tố. Bước 2 là các nhân tố có ý nghĩa thống kê.
Sau khi dựa vào hai tiêu chí trên, thì theo em, phương trình hồi quy ước lượng của câu 3 đáng tin cậy hơn so với hồi quy ước lượng ở câu số 1.